Chào mừng các bạn đến với kênh Lucy Channel. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái trò khác. Trò này được đánh giá rất là cao. Nó tên là Color or Die, màu sắc hay là tiêu đời. Nào để coi nó là cái gì nha. Tìm cây cọ trong mê cung. Nhưng mà trong mê cung lại có một con monster quái vật. Phải chạy trốn nó nữa. Nếu rủ được thêm nhiều bạn vô thì mình sẽ được tăng tốc độ. Và trò chơi này phù hợp cho bạn 9 tuổi trở lên. Chắc là phải chạy nhảy cho thiệt là nhanh đây. Nhỏ nhỏ chạy không kịp á mà. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu vào game nha mấy bạn. Lucy hồi hộp quá, không biết gì nữa. Trời, sao trắng ngắt vậy? Hình như mình chỉ có màu trắng với màu đen à. 0/13, vậy là mình phải tìm cho được 13 cây cọ. Ui, mình đang ở lọt vào trong thế giới không màu rồi, chỉ có trắng và đen. Hello chị Lucy. Ơi có dạ, hôm nay chị cũng chơi trò này hả? Thì chị đã thông báo lên trên kênh Lucy Channel rồi. Hẹn mấy bạn 9:30 nè. Không biết mấy bạn vô đủ chưa nữa. Chị đang quay phim hả chị? Đúng rồi, chị đang quay phim nè. Thôi vậy mình bắt đầu vô luôn đi. Mấy bạn vô thì mấy bạn sẽ tự động tìm chị và chạy tới à. Ok, thì tụi mình vô nha. Rồi, mở cửa. Ây da, hình như mở không được. Từ bình tĩnh. Mở sao đây ta? Ủa mình đang cầm cái gì trên tay mình vậy? Thùng sơn chị. Đâu mình hất vô thử. Mình phải hất cái sơn màu trắng vô cái cửa nó mới mở. Ê, bạn hướng dẫn kìa. Trời sao mấy bạn này cầm cái cưa thấy ớn quá vậy? Hướng dẫn gì đây? Con quái vật là cái người cây kìa. Mình sẽ trốn vào trong cái bức tường có cái màu cùng màu với mình. Còn nếu mà trốn vào bức tường khác màu thì mình sẽ đai. Rồi. Trời, nó cho mỗi người cái thùng sơn màu đỏ này mấy bạn. Vậy là khi mà mình gặp con người cây á, mình sẽ trốn vào bức tường màu đỏ. Còn nếu mình trốn vô bức tường màu khác nó sẽ thấy mình á. Còn mình ẩn vô trong bức tường màu đỏ y như con tắc kè á. Khi mà nó gặp kẻ thù á, nó sẽ biến thành màu xanh, nó ẩn vào trong lá cây. Vậy là nó thoát thôi. Ý, được một cây cọ rồi nè. Yeah, tao để Lucy coi thử có bạn nào vô chưa. Hẹn mấy bạn 9:30 đó. Ý da, chuyện gì vậy? Trời ơi chị Lucy, nhìn cái chân kìa, ông người cây xuất hiện đi chứ gì. Hả, quái vật người cây hả? Vậy là mỗi lần mà quái vật xuất hiện là màn hình nó sẽ bị nhiễu. Nhìn mờ á. Đúng rồi. Hên quá, có bức tường màu đỏ để mình trốn cho mà tiêu đời rồi. Ê, ở đây cũng nhiều bức tường màu đỏ nè. Trời ơi, nó xuất hiện kìa, trốn. Ghê chưa, nó đi rồi. Nó xuất hiện cái là nó để lại dấu chân của nó kìa. Giờ biết đi đâu đây ta? Chị Lucy đi theo em nè. Cho em được quay lên tivi với. Chị đi một đường, em đi một đường là em không được lên tivi á. Được rồi, đây đó. Ý, con quái vật kìa. Rồi, tặng. Hồi nãy mình thấy cái cửa màu đỏ mà ta. Nhưng mà sao mình vô không được? Nhớ rồi. Cái cửa đó mà nó chưa được tô màu đỏ. Vậy là mình phải hất sơn lên cái cửa thì mới tô được. Giống như cửa này nè. Đúng rồi ha, nãy quên. Giờ làm lại nha. Đầu tiên mỗi đứa sẽ là một xô sơn màu đỏ. Trời ơi, nó kêu kìa. Kinh dị quá. Đâu rồi ta? Hồi nãy mình mới thấy cái cửa màu đỏ ở đây nè. Cái cửa nó ghi là cửa đỏ thì mình sẽ hất sơn đỏ vô. Ý, nó xuất hiện kìa. Nấp. Mình mới biến thành tắc kè mấy bạn. Trời ơi, dấu chân nó đầy hết kìa. Ghê, nó xuất hiện nữa kìa, đừng đi. Đó. Ui trời ơi. Mấy bạn có rớt tim không vậy? Chứ Lucy đang rớt tim ra đây. Ây da, trời sao nó cứ quay lại hoài vậy? Đừng có vậy chứ. Ui trời ơi, nó lại nữa kìa. Chị Lucy ơi, sao em muốn rụng cái tim rồi nè chị. Bình tĩnh đi đây đó, em ép sát người vô. Dạ. Rồi, hình như nó đi rồi đó. Ý, nó đi đâu rồi? Chị Lucy, fan của chị vô chưa vậy? Chưa, chị chưa thấy ai á. Thôi giờ mình cứ tập trung đi, để con quái vật nó bắt mình bây giờ. Ý, được thêm một cây cọ nữa nè. Giờ mọi người vô đông quá vậy. Ui, có màu bubble. Mình đang xách cái xô màu đỏ à. Phải đi tìm cái cửa màu đỏ. Trời ơi, vô nó cấp cho mình có 1 trái tim mà mấy bạn. Mà ở đây nó có đến 2, 4, 6, 8 cái trái tim.
Vậy là phải bỏ tiền ra mua mới có thêm 8 trái tim. Còn nếu mình chơi bình thường mình chỉ có một trái tim thôi. Lỡ mà bị con monster nó bắt mình á là coi như tiêu đời. Ý, cái cửa vàng. Ha, à, kìa, màn hình nó bị nhiễu rồi kìa. Ý, nó đi rồi. Trời ơi, sao nãy giờ mình không tìm ra được cái cửa đỏ nào vậy? Hồi nãy như mình có thấy đúng không chị? Đúng rồi. Ý, nó lại xuất hiện nữa kìa, đứng im. Nó đi rồi. Nè, Red, click to open. Ê, nó xuất hiện kìa, chạy. Chưa kịp mở cái cửa nữa. Rồi, chị Lucy ơi, nó đi rồi kìa. Đặt sơn đi chị. Đặt sơn. Thôi, thì ra cách này là cách mở cửa. Ui, có được một cái tu viết nữa nè. Ui thôi tiêu rồi, mình không có màu. Cái da có hũ sơn màu hồng mà nó bị chặn kín thôi. Tiêu rồi. Bây giờ hai chị em mình không có màu ở đây rồi. Ui, có quái vật xuất hiện kia. Núp trong này. Thôi tiêu rồi. Hai mình giờ đâu có màu đâu, cái xô của mình hết màu rồi. Em chào chị Lucy, em là em bé xinh này nè. Em là fan của chị. Chào em, khoan đợi chị xíu đã. Giờ chị không còn tinh thần nào nữa. Chị không có cái miếng sơn nào hết trơn á. Thùng sơn của chị trống rồi. Bây giờ mình phải trốn ở trong này mới được. Không biết Raider đi đâu mất tiêu rồi nữa. Wow, nó cứ chạy vòng vòng bên ngoài kìa. Cũng may nó không có chui vô đây á. Chắc đây cái lỗ nhỏ này nó chui vô không lọt nè. Nó đi chưa vậy mấy bạn? Mấy bạn ơi, mấy bạn thấy nó đi chưa? Raider ơi, em đâu rồi? Em có màu chưa? Chưa, em chưa tìm được màu chị ơi. Ê, cái chỗ này mình xài được tu viết nè. Dạ, mở được rồi. Rồi, chúng ta chuẩn bị vô thế giới không màu nữa rồi. Wow, nhảy đi đâu vậy ta? Trời, em Raider. Em lọt rồi hả? À, mình cũng lọt luôn. Hả? À, sao khó nhìn quá vậy? À, đây là những cái cây cọ để vẽ nè. Mà nó làm trong thế giới không màu cho nên mình nhìn khó nhìn quá mấy bạn ơi. Hy vọng mình nhảy qua đây mình sẽ có màu. Giờ Lucy với lại Raider không đứa nào có màu hết á. Cho nên khi mà lỡ gặp quái vật á, mình đâu có núp vô tường nào được đâu. À, trời ơi. Ai, rụng như sung vậy. Trò này khó nha. Mà khó nhất là nó là mê cung. Mà nó lại không có bản đồ cho mình. Nên mình cứ mò đi mò lại hoài à. Không biết đường đâu hết trơn á. Rồi, từ từ. Từ từ nha. Em đi chậm thôi, em lại chạy rớt nữa rồi. À, trên kia là thùng sơn màu cam kìa. Yeah, lấy được thùng sơn màu cam. Ồ, đây là cánh cửa màu xanh. Mà giờ mình màu cam mình đâu có xài được. Hey, rồi giờ chỉ còn có mở cánh cửa này thôi. Đi qua luôn. Trời ơi, mình lại chui vô đâu nữa vậy? Ui, mọi người ngoài đây quá trời luôn nè. Hello, em chào chị Lucy. Em là Leon Kennedy. Chào em. Chạy. Nó giật đi chưa mấy bạn? Rồi, màn hình nó sáng lại là được rồi đó. Còn nãy nó nhiễu sóng là con quái vật gần đây á. À, mọi người đang màu cam rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ mình kiếm cánh cửa màu cam ở đâu đây nè. Rồi, có bức tường màu cam nè, lỡ có quái vật xuất hiện. Ý, cái màn hình nó nhiễu rồi kìa. Raider, núp đi. Lucy ơi, cố lên. Em thắng đến 7 lần rồi đó. À, quái vật, chạy. Rồi, một bạn đã tiêu đời rồi. Ý, bây giờ bức tường màu cam ở đâu đây? Ở ngoài này nè chị. Rồi, nó xuất hiện kia. À, trời ơi, nó đi ngang qua mình luôn kìa. Hú không? Ai, giờ Lucy giống như con tắc kè vậy đó. Biến đổi màu. Trời ơi, mình vô đây chắc nó không vô đâu. Mình vô trong hẻm hóc nhỏ xíu rồi. Nó toàn nó chạy phía bên ngoài không à. Ý, ổn định kìa, màu cam. Chị Lucy, tạc sơn đi. Tạc sơn. Yeah. Ồ, giờ vô đây mình biến thành màu vàng hả? Rồi, màu vàng thì đi kiếm cái bức tường màu vàng với lại cái cửa màu vàng. Khoan, bình tĩnh nha. Rồi, nãy giờ á, lo đi tìm sơn. Ý, nó kia. À, trời ơi. Lỗi tại Lucy. À,
Do Lucy, ông chịu núp vô sau á, đứng ngay cửa luôn nên nó thấy. Ở tổng không có bức tường nào màu cam hết. Ai, làm lại. Trò này khó dữ gì ta. Ai, tiếp tục bắt đầu lại từ đầu nha. Màu đỏ. Ai, có con nào không? Ý, có cây cọ nè. Lượm nữa, được 4 cây. Bé đôi, em đâu rồi? Dạ, em ngồi đây nè chị. Đâu, chị không thấy em. Rồi, đợi xíu đã, để chị vô cái cửa orange này đã. Dạ, chị vô đây đi. Rồi, màu vàng. Ủa, đây đây, em đang màu xanh hả? Dạ, em qua bên khúc kia em lượm được màu xanh rồi. Ý, giờ hai chị em mình khác màu rồi nha. Đừng có quên, hai đứa chưa chung một bức tường là núp không được đâu đó. Rồi, em lo tìm bức tường màu xanh của em đi. Dạ. Chị có bức tường màu vàng rồi nè. À, bây giờ mình phải đi tìm tiếp thôi. Ý, màu xanh của em kìa. Dạ, em vô đây chị. À thôi, để xíu nữa em quay lại. Giờ em đi chung với chị Lucy đi. Chứ em đi riêng, chị đi riêng à, em đâu được lên TV. Ờ, cũng đúng ha. Thôi, bây giờ chị đi tìm màu vàng. Mà em đi theo chị không biết sao luôn á. Ý, cái cửa này là 6/13. Chị cũng đang 6/13 này mà sao mở không được ta. Kỳ vậy. Ôi, không cho vô rồi thôi, mình đi chỗ khác. Chắc phải đủ 13 cây Lucy mới chui vô được cái cửa hồi nãy quá. Có ai thấy tôi không? Ôi no, trời ơi, đâu hết rồi. Alo. Ý, fan Lucy vô cũng hơi bị nhiều rồi đó. Được 4 người nữa rồi nè. Ôi, cái cửa này là cửa bubble màu tím. Không phải rồi. Hello, chị Lucy chào mấy em. Mấy em đang ổn vậy? Chứ chị Lucy đang nấp tường rồi. Chị đang làm một con tắc kè. Ý, màn hình nhiễu rồi kia, chạy. Nấp à. Trời ơi, nín thở luôn. Công nhận nhìn dấu chân của nó kìa. Ấn thiệt chứ. Kìa, nó quay lại. Rồi, nó đi rồi, đi rồi. Chị Lucy chào các em nha. Leo Kennedy, Cherry, Winnie, Ryder. Chị chào các em. Các em cẩn thận nha, con quái vật nó đang xuất hiện đó. Ê, nó đằng kia kìa, chạy. Rồi, bắt một em nào ngoài đó nữa rồi. Chị Lucy ơi, chị chơi Rainbow 2 đi. Ờ, chị đã làm và đăng lên kênh YouTube Lucy Channel rồi. Mấy em nhớ mở kênh lên và xem nha. Ê, nó lại xuất hiện nữa kìa. Chạy thôi chị Lucy ơi, nó đi rồi kìa. Em, màu yellow nè. Vô. Rồi, bây giờ chị hết màu rồi. Ây da, hết màu rồi, bây giờ mình phải đi kiếm chỗ có màu đã. Ở đâu đây ta? Rồi, thôi lên đây đi. Chị Lucy, đi lên luôn đi chị. Trời ơi, công nhận vô thế giới không màu này khó đi quá à. Trời, nó chỉ là những cái thanh 2D thôi, giờ mình biết đâu mà mình nhảy đây ta. Chị, em chơi trò này em thắng 7 lần rồi đó. Hả? Vậy là em chơi cái trò này nhiều lắm rồi hả? Giỏi quá vậy ta. Hôm nay chị mới lần đầu tiên vô à. Còn chưa hiểu sự việc gì luôn nè. Mà trò này á, toàn là mê cung không à. Nó có cung cấp bản đồ không em? Không có chị, trò này nó không có bản đồ. Mình đi riết rồi mình nhớ rồi chị. Ờ, hèn gì. Đi hoài vẫn chưa tìm ra được đường nữa. Dạ, chị chơi lần đầu như vậy là giỏi lắm rồi đó. Em chơi hoài luôn em mới nhớ được cái đường đi, em mới thắng được cái chứ. Ờ. Chị Lucy ơi, em là Bob, em là fan của chị nè. Chị đang đâu vậy? Chị đang trong cái trò chơi Color and Die, em vô đây đi. Dạ, đợi xíu tí em vô liền. Trời ơi, công nhận khó đi thiệt chứ. Em vô rồi này chị ơi. Wow, bạn của Lucy vô nhiều nên Lucy được tăng lên một tốc độ kìa. Cộng một speed. Hello Bob ơi, đây là mê cung nên em cứ chạy vòng vòng một hồi là gặp chị à. Chứ giờ em hỏi chị ở đâu chị cũng không biết chị đang ở đâu luôn đó. Dạ, để em đi tìm chị. Ui, cái gì nữa vậy? Các bạn có nghe tiếng động gì không vậy? Trời ơi, cái không gian này ghê quá à. Tiếng động đó là báo hiệu một con quái vật mới xuất hiện đó chị. À vậy hả? Trời ơi, hồi nãy một con không mình đã chạy muốn chết rồi, bây giờ thêm một con nữa. Ai, vậy là cấp độ khó lên nữa rồi. Ryan ơi, em được mấy cây cọ rồi? Em được 7 rồi chị. Ồ, vậy em giỏi quá, chị được 6 à.
Ý, lượm được màu rồi. Chị cũng được 7 cây cọ rồi nè. Rồi, chuẩn bị mình di tiếp thôi.